Mic Up Podcast lại là Summer, tiếp tục là Summer, nốt đây nữa thôi nha. Mình đã vừa đánh nền rồi, bây giờ sẽ chọn bóng mắt nha. Chú xinh chưa? Được của nó đấy. Như vậy son thơm lắm luôn á. Trời ơi, xuất sắc chưa? Khá giống bị đấm rồi đấy. Cái vậy? Là màu má. Ôi, có bờ lưng nè. Cuối cùng là Summer. Giờ mà bỏ hồng cánh xe là chịu luôn đấy. Lại bờ linh test luôn xem là màu gì nhá. Màu hồng đất, nó kiểu màu hồng nút mọi người. Xinh chưa? Mặc dù không được mít mét là cái màu mắt nhưng mà vẫn rất là xinh nha. Nay tôi lại trang điểm thành girl phố nha mấy ní. Kinh nghiệm của tôi học được từ mấy bạn thì girl phố cái mặt phải tắng, cho nên tôi sẽ chịu khó quấn cái nào nó tắng một chút. Thế đây đã đủ trắng chưa? Màu mắt thì mình sẽ quấn cái tông nó tầm mỏ một xíu. Trầm ổn thì chỉ có thể là màu nâu thôi. Còn con mắt thì mình sẽ kẻ kiểu nó sắc sảo như là con cáo vậy á. Rồi tôi quấn cái mỏ thiệt là đỏ rồi đeo khẩu trang vô. Mấy ní nhận xét góp ý xem tôi biến thành cái giống girl phố nha. Hầu hết con trai sẽ không thích con gái make up những kiểu như thế này. Thứ nhất, anh không thích con gái đánh phấn quá dày, trông cảm giác mặt như một cân phấn, trông giả và rất nặng nề. Tám đấm phấn phải mặt mới chấp nhận được vậy. Thứ hai, con trai cực kỳ không thể chấp nhận được con gái đánh màu mắt quá đậm, như màu xanh, màu đen, kẻ mắt khói, trông cảm giác rất ăn chơi, dữ dằn và phong trần. Là mẹ nè con. Thứ ba, đeo những kiểu lông mi kiểu châu Âu, nhưng con gái châu Á thì lại không hợp, bọn anh chỉ thích nhẹ nhàng thôi. Mình là không có cảm tình rồi. Thứ tư, anh không thích bạn gái anh đeo những màu kính áp phông quá sáng như màu xanh dương, màu xám hay là màu xanh lá. Con trai sẽ thích con gái đeo những màu len trong trẻo và tự nhiên.